ca sĩ Trương Tế Vinh hát quá hay. Gặp bé đẩy nhẹ ra hát ngọt ngào như một cặp. Đẹp quá trời, hát câu bé. Nhưng mà em hát em sợ làm nó vỡ cái không khí nãy tới. Không, giờ em cứ hát đi, nó đã vỡ rồi. Em bước ra là vỡ òa rồi, quá đẹp rồi. Mời các bạn cho chúng tôi xem ốc lưng điện thoại. Trời, có tờ 2 đô đâu. Em số 2 ơi, cái ốc lưng trong suốt của em nó bị ố rồi nha. Em lạnh quá vậy. Cho em hỏi hai bạn nữ có muốn thích tập gym không? Em thì rất là thích tập gym luôn. Em tập khoảng tầm 8 giờ tối. Thì nếu mà có tập á, thì cũng là sau 7 giờ tối, 8 giờ tối giống như chị Đại Trang. Bạn trai mình mà đẹp trai vậy khuyến khích mình đi chắc cũng ráng dạ, đi. Dạ đúng rồi, ha? Quá tốt. Không tập được ở phòng gym thì dắt nhau về nhà tập cũng được. Dắt nhau về nhà tập cũng được. Cho chị xem vài tấm hình được không? Đây là những cái lúc mà em buồn thì em đi ra trước cửa nhà em. Nhà em ở đâu mà đi bộ ra đẹp vậy? Dạ ngay khu sa la ạ. Cái khu đó là ở đâu mà mấy đứa nhỏ la dữ vậy? Nó là một cái nơi xa xỉ đó chị ạ. Đáng sống hả? Đẹp hả? Dạ. Bữa nào em mời nhẹ chị với anh Vinh qua uống cà phê rồi gì cho chị biết là xa xỉ rồi. Dạ nếu như chị không ngại à. Em thì cũng là người Quảng Nam, em là ở Tam Kỳ, cũng là dân miền Trung cho nên rất là thích mì Quảng. Rất nói hợp với về chị mì Quảng, gia đình Trương Tế Vinh thì thôi rồi, mẹ nấu cực kỳ ngon. Bé Trang cứ yên tâm, nếu em thích mì Quảng không kiếm được bốn anh chàng ngồi đây thì anh chàng kế bên em anh nấu mì Quảng, là gia đình nấu mì Quảng cũng rất ngon. Cảm ơn chị Hương. Nhìn hai cô gái đây, em ấn tượng với cô gái nào? Em ấn tượng chị Việt Hương. Em rất là khéo, không chừng sau khi hai bạn này gặp hai bạn kia mà không được thì lại nhắn tin làm bạn với Hiếu. Em có đợi ngoài nhà xe á. Trời ơi, thấy thương quá à. Tần số tình yêu mùa 2, 21h35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.